2, 1, nhấp. Giờ hết ý tưởng để quay rồi, giờ sao sang? Hay là anh em mình thử thách lại bữa xài nước không dùng tay đi. Uống mình hôm bữa uống nước không dùng tay, quay trong nhà thiếu sáng không đẹp đúng không? Hôm nay mình làm lại đi. Vậy mình làm lại clip đó đi. Ok, dứt luôn. Hello, xin chào tất cả các bạn đến với kênh YouTube của Milk7 và bác sĩ em nha các bạn. Ok. Và hôm nay tụi mình sẽ quay lại với các bạn bằng một cái clip có nội dung cũ. Tại vì bữa trước tụi mình cũng quay trong nhà rồi nhưng mà cái ánh sáng nó không được đẹp, trong nhà ánh sáng nó không được đẹp. Hôm nay tụi mình đi chơi đây, thấy ánh sáng đẹp bật máy lên quay luôn, dứt luôn. Hôm nay tụi mình sẽ biểu diễn là uống nước, uống một chai nước lọc không cần dùng tay, tức là tụi mình sẽ bỏ ngậm miệng nè, đưa lên rồi uống. là uống hết luôn. Hôm nay ánh sáng đẹp ấy. Thôi bây giờ không dài dòng nữa, tụi mình quyết định là đi uống nước không cần dùng tay. Nước này đèo ngoài xe không? Đi qua ngoài xe lấy đạo cụ đi. Các bạn ơi, anh Cường ấy, anh kêu mình đi lấy nước nè. Mình ấm ức cái chuyện hôm bữa mà anh mua cái chai coca về, anh sóc lên, anh bắn vô mặt mình ấm ức lắm rồi. Hôm nay mình sẽ cho anh Cường là mình tiến tới hồi mình thi uống nước á, mình dạy vào phun vô mặt anh Cường. Chạy thu ánh chứ để em bữa mất lắm rồi, em tôi bình thì chịu không nổi rồi. Rồi nha các bạn, đón xem nha. A few moments later. Quỷ này làm cái gì cũng lâu, mò hoài. Nước tới nè anh Cường ơi. Mày chết linh lắm luôn á. Xe bạn đi về tới chỗ để xe vậy, xe bạn. Chắc đứng lên làm nó mới đẹp, đứng lên mình đi theo điệu Ramadan. Đừng uống hả? Đừng uống hả? Không dùng tay mà ngồi đứng khó không? Đứng khó không? Đứng được á. Hồi bữa là mình để vậy mình ngậm đúng không? Giờ mình chơi cho vậy cho nó nhanh đi. Đưa tay mình đưa lên ngậm luôn. Ngậm luôn xong rồi buông tay ra. Rồi vậy đi. Ok. Hay là để xuống đó tí mình ngậm, gũi xuống mình ngậm. Ok các bạn, và cuộc thi uống nước bắt đầu nha. Tụi mình quyết định dứt. Sẵn sàng chưa? Thôi để xuống dưới tự ngậm đi. Chơi không có luôn. Cho cầm. Mày thích thì tao chiều. Rồi nha. Chưa, từ. Bắt đầu chưa? 3, 2, 1, nhất. Nhảy đi. Tăng, 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 tăng. Nhảy đi bậy. Thằng này uống ghê rồi cha. Gì bác sĩ em? tự hiểu đi. Hôm bữa sao anh Cường? Hôm bữa sao? Chơi em như thế nào? Đang quay mà làm gì vậy? Không có mày. Bữa anh Cường tao ấm ức lắm, bây giờ tao phải chơi lại anh chứ không chịu được. Ấm ức lắm. Thôi bỏ lên gần kẽ đi, tiếp quay tiếp đi. Quay gì nữa, nó thua rồi quay gì nữa.
Anh nhớ bữa hôm qua anh chơi ai em không? Sao anh mua chai coca anh chơi em không? Kết video đi. Nó thua rồi, gõ gàng thua đúng không? Hả? Kết video đi. Rồi mẹ đáng quay mày cũng chọn Cường được. Thiệt phải luôn á. Tao ấm ức cái chuyện qua lắm mày ơi. Rồi phải trả thù cho anh Cường. Mệt kìa. Vui nha. Không gặp nha. Mày ngủ vậy không đánh găng đâu. Rồi thôi coi 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 coi. Rồi nó thua đúng không? Nó thua chứ rõ ràng nó thua rồi. Thua rồi bạn kệ mày, mà trả thù được anh Cường. Mày mới đây mà mày đã trả thù anh Cường lại rồi. Thua chấp nhận nhưng mà trả thù được anh Cường buồn quá là anh Cường. Ôi lần em cay cao lắm rồi. Quay video cũng quay cho đàng hoàng vô đỡ quay video quay không cần gì vậy hả xem. Bây giờ nó lấy lại thành clip cho luôn rồi. Không có giỡn trong cái lúc mà mình hậu kỳ là cái gì đó hậu trường hay là cái gì đó đó hay là mình bình thường đi. Tròn đồ được chứ bây giờ mà trong clip mình đang làm clip đàng hoàng tự nhiên giỡn trong đó không được. Ok và video của tụi mình xin được kết thúc tại đây. Một cuộc thi nói chung là đang đến hồi gây cấn thì bạn này bạn giỡn mà giỡn một cách dơ quá. Ok. Và nếu các bạn thấy hay thì nhớ like, subscribe, chia sẻ cho kênh YouTube của mình. Bye bye. Bye bye bạn nha.